lại thu lại cho anh em khách hàng thân thiết sau nhiều năm vận hành. Rồi hôm nay đại thu lại thay hơi ha, kiểm tra toàn diện của động cơ để bàn giao cho anh em về kịp vận hành trong mùa xuân năm mới nữa. Đây là một dàn cầu á, mình là động cơ này em này đã xài 4 năm rồi, hôm nay mới kiểm tra lại em này vì anh em này chạy quá nhiều. Máy quá đẹp luôn ha. Kiểm tra hơi hết lại, thay đại tu hơi lại rồi cho anh em tiếp tục chiến đấu ha. Anh em nào cần phục hồi đại tu máy với chất lượng hoàn hảo thì cứ liên hệ với Tiến ha, để hỗ trợ với anh em các bạn toàn quốc nha. Em này là 4GH3 các bạn. Sony bên này đó là Sony Lock nha anh em các bạn nha. Đời GH thì nó có rất là nhiều cái dòng máy Sony Go rồi Sony Lock thì theo đời các bạn ha. Em này cái lớn tí anh em xem ha. Nhất anh tí gan cái thôi. Cái số hotline của Tiến ở trên bảng ha, anh em nhớ lưu số điện thoại lại ha, khi nào cần phụ tùng động cơ diesel ha, phụ tùng tàu thuyền các loại thì xin alo nhé. Một lần nữa cảm ơn quý anh em các bạn đã theo dõi video, xin hân hạnh phục vụ quý anh em các bạn toàn quốc nha.